Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu muối cà pháo không đen, không có váng và không dùng giấm. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên mình có 250g cà, mình đã rửa sạch sẽ và ngâm nước muối. Cà mình chỉ gọt hết cái cuống thôi, mình không nên phạm vô cái trái cà. Tự vì mình phạm cái cà nó dễ bị nhão. Và đây ta có 3 trái ớt và 1 miếng giềng và 1 ít tỏi đã bóc sẵn. Và đây là đường, đây là bột ngọt và đây là muối. Bây giờ ta đổ một chút muối vào đây, ta ngâm cà khoảng nửa tiếng. Giờ ta ngâm cà nửa tiếng. Trong khi ngâm cà thì mình đi sắt giềng. Mình sắt giềng xong rồi, ta bắt đầu đi sắt ớt. Mình cắt 2 trái thôi, 3 trái nhiều quá, sợ cay quá. Và bây giờ ta đi giã tỏi. Tỏi này mình đã bóc và rửa sạch sẽ rồi, ta bắt đầu giã tỏi. Bây giờ mình ngâm cà được nửa tiếng rồi, ta bắt đầu vớt ra. Ta rửa sạch sẽ rồi, bây giờ ta ngâm nước muối nửa tiếng, ta vớt ra. Bây giờ ta để cho ráo nước. Bây giờ ta bắt đầu đổ nước vào trong cái hũ này. Đây là nước đun sôi để nguội. Và mình cho vô đây một muỗng muối.
muỗng đường và một ít bột ngọt. Bây giờ vẫn còn lạc muối, ta cho thêm một chút nữa. Mình cho muối, mình đừng cho nhiều quá, mình cho nó ngọt lợ lợ là được rồi. Chứ mặn quá thì nó không ngon, mà nhạt quá thì nó cũng không ngon. Bây giờ ta cho giềng vào, cho ít giềng xuống dưới và ta cho tỏi xuống dưới và cho một ít ớt xuống dưới. Bây giờ ta bắt đầu đổ cà vào. Bây giờ ta cho giềng và ớt và tỏi lên trên. Và bây giờ ta cái hũ của ta nó vẫn còn chưa có đầy, mà khi muối cà thì cà lúc nào cũng nổi lên trên hết. Ta cho bịch nước vào để cho cà nó chìm xuống dưới thì cà không bao giờ bị đen hết. Đó, ta cho bịch nước xuống dưới đầy quá mình bớt nó ra. Giờ ta dùng cái tô, ta để như vậy, ta để trên vậy cho nước nó khỏi chảy ra bàn. Đó, mình muối cà, mình để muối như vậy. Mình có thể cho thêm hai trái ớt để cho nó hấp dẫn. Mình cho thêm hai trái ớt để cho hũ cà thêm hấp dẫn. Hai trái, ba trái thì cũng được. Cà ta muối khoảng 3 ngày là chua. Nhưng mà cà tùy theo người muối, có người muối mau chua mà cũng có người muối lâu chua lắm. Có người muối 3 ngày chua, có người muối phải 4-5 ngày mới chua. Mà khi nào ta thấy cái nước cà của mình nó trắng đục đục như nước gạo là cà của mình đã được rồi. Mình muối cà khi nào các bạn và các cháu ăn cà mà thấy hũ cà nó gần hết rồi á, mà nó cà nổi trên, thì các bạn và các cháu cứ cho thêm bình nước nó vào. Cho thêm bình nước là coi khi nào bình nước cũng phải đầy như vậy ấy. Khi nào nước cũng phải đầy như vậy là cà nó không có đen được. Khi nào mà cà nó chìm xuống dưới, ta lại cho thêm bình nước đầy lên, là lúc nào cái ly cái hũ cà nó phải đầy như vậy. Cho nên là cà nó không thể nào đen được. Mình muối cà thì mình nên mua cà trái nhỏ như vậy là ngon, chứ mình muối trái lớn không ngon. Mình mua cà mình lựa cái trái nào nó vừa thôi, đừng non quá và cũng đừng già quá, và mình lựa trái cà nhỏ như vậy là càng ngon. Bây giờ mình bỏ cái hũ sang bên cái thau xanh về cho nó đẹp một tí xíu. Các bạn và các cháu nhớ rằng mình muối cà là lúc nào nước cũng phải, cứ cà nổi tới đâu là mình phải nước nó lại cũng phải đầy cái hũ như vậy. Đó thì cà nó không có thể nào đen được. Còn các bạn và các cháu để cà mà nó nổi chứ mà nước là cà sẽ đen.
ta mua cà ta đè cái bịch nước vậy, ta không đậy nắp mà ta đè cái bịch nước vậy là cà không bao giờ đen. Nếu ta đậy nắp được mà là miễn làm sao là cà là phải chìm xuống vậy, ta dùng bịch nước ta đè xuống vậy là cà không bao giờ đen. Vậy là ta đã hoàn thành muối cà. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình.